phần thi của cho được trên 24 tháng. Đã có chứng chỉ quốc kinh. Thôi ơi. Có 7 con chó tham gia cái phần thi này. Thí sinh 21 vừa vào phần đầu tiên. Oleg Mersak. Bao tuổi nhỉ? Sinh ngày 16 tháng 2 năm 2014. Chủ nuôi là Nguyễn Việt Dũng, Hà Nội. Số báo danh 244. Đúng rồi. 244. Đây. Cô. Đúng rồi. U sút. Con nào? Vòm là Latte. 244 là U sút à? Sinh ngày 27 tháng 8 năm 2015. Rồi. Chủ nuôi là anh Trần Văn Thưởng, Hưng Yên. Sút vòm nắp TM ếch. Quay đi là phải gọi. Sinh ngày 27 tháng 8 năm 2015. Chủ nuôi anh Trần Văn Thưởng, Hưng Yên. Chó vào chạy không dây. Khỏi sinh nhật luôn. Bắt đầu chân chạy không dây của mình đi ạ. Cảm ơn anh, cần đi đã xong. Chó cứ cút là nó chó. Ý xin tiếp theo, 245. Số báo danh tiếp theo là con 245 Messi CR Veni Mayet Toso, sinh ngày 27 tháng 2 năm 2015. 245. Chủ nuôi là anh Đặng Hoàng Anh, Hà Nội. Thôi lượn qua lượn lại vừa thôi em. Sinh ngày 27 tháng 2 năm 2015. Con này là gần 5 tuổi, hơn 4 tuổi rồi. Thank you.
Mày thi chạy không dây đâu. Anh già làm chuyện lắm mà. Số danh 246 Astor Vom Thái Bình, sinh ngày 21 tháng 12 năm 2016, chủ nuôi là anh Nguyễn Thái Bình ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Con này là được 3 tuổi và 1 tháng. Đề nghị các bạn vào hỗ trợ dọn vệ sinh chỗ đường dinh đấy, chỗ có phần gấp 2 giờ đấy. Che đầu để nó ngoái ra nó cắn, giám khảo ấy, buộc phải che. Trời bắt đầu mưa này. Còn hy vọng xong cuộc thi này chơi. Cố gắng là xong cuộc thi này. Astor Vom Thái Bình. Có vẻ tiết tắt cho được 3 tuổi và 1 tháng. Sinh ngày 21 tháng 12 năm 2016. Chủ nuôi anh Nguyễn Thái Bình, Sài Gòn. Tùy cái camera tới khả năng quay chụp xong rồi cùng camera live stream ngang được. Cái này vẫn live stream ngang được mà. Không ngang được. Trong ngang. Có do ngang. Ở trên page thì ngang được. Ở trên page vẫn quay ngang được. Trên page cũng ngang được. Alo, chìm cắp page ở kia. Trước cho anh ngang được góc thôi, góc nó không rộng. You can't go. Không cần phải đổi áo cũng được. Số bác danh 247 Sandro von der La Sauer, sinh ngày mùng 3 tháng 9 năm 2017. Chủ nuôi anh Nguyễn Thái Bình ở Sài Gòn. Đẹp đúng không? Xuống đi. Để tháng 9 năm 2017. Con này 2 tuổi và tháng 9 là 2 tuổi và 8 tháng.
số báo danh 247. Sandro von der La Sauer. Chủ nuôi Nguyễn Thái Bình, Sài Gòn. Con này của anh Bình không? Của anh Bình Sài Gòn đúng không? Đúng rồi. Cái Sandro này là Sandro của anh Nguyễn Thái Bình Sài Gòn nha, không phải Sandro của anh Lợi Tạt. Con này là Sandro. Sandro chứ không phải Sandro. Con này là Bình của anh Bình Sài Gòn. Ok. Chứ không phải là theo kiểu hướng đồ như kiểu walking đúng không? Tiếp đến là đây, đương kim vô địch 249. Tiếp theo là phần thi của số báo danh 249. Kim vô địch của năm 2018, 2019. Geza Von Den Zway Thailand. Gây ra sinh ngày mùng 7 tháng 1 năm 2015. 4 tuổi. 2015 con này là coi như là nó gần 5 tuổi. 5 tuổi. Chủ nuôi của gây ra là Phạm Xuân Huy ở Hà Nội. Con đen rồi, con đen đầu tiên. Đây 24 24 6 7 con. Đếm nào, đếm lên được 8. Nói chuyện bé thôi. Vâng, biết rồi. Anh người dắt là anh người Đức. Đây. Con được cuối cùng của hạng thi tranh VA. Số báo danh 282. Brandino Vom Amicus Homeland. Brandino sinh ngày mùng 2 tháng 8 năm 2015. Chủ nuôi là anh Lê Khuyến Thái Nguyên, đồng thời là người dắt luôn. Không, em được cầm nó khác. Tôi để thích nó nhiều. Để thích lên vườn. Để tháng 8 năm 2015.
4 tuổi và 5 tháng. Vướng dây. Bốn lên thứ hai. Đấy. Đây là phần sắp xếp và đánh giá của tài là 26 tiếp theo. Anh tiếp theo. Anh sau 24 cuối cùng là 282. Ô sút. Đi đi. Hiện nay là các chú chó của nhóm Quốc Kim, chó nghiệp vụ đã vào sân thi và đây là những vòng thi cuối cùng của giải thi ngày hôm nay của mùa thi cuộc thi toàn quốc GSD của nước Việt Nam của chúng ta. Hiện nay các chú chó đang trên sân thi phần thi cạnh tranh. Hiện nay đang dẫn đầu là 249, tiếp theo là 244, tiếp theo là 247. Tiếp theo là 249, 245. Dẫn đầu đang là Geza. Đứng thứ hai là Usut. Tiếp theo là Sandro. Tiếp đến nữa 246 là Astot. Đầu tiên vẫn là gần ra các bạn ơi. Xếp ở vị trí thứ tư là Astot. Vị trí thứ năm số 245 là Messi. Vị trí thứ sáu số 241 là Oleg. Và đang xếp ở vị trí cuối cùng tạm thời.
số 282 là Brandino. Tất cả các vị trí đã vẫn giữ nguyên. Các bạn ơi, hiện nay là những giây phút cuối cùng của cuộc thi. Các chú chó của chúng ta đang trình diễn xô dáng, chạy, các bước chạy. Đây là cơ hội của chúng ta để nhìn những chú chó đẹp của giải thi toàn quốc của Việt Nam 2020. Dẫn đầu vẫn đang là gây ra. Hello. Bắt đầu đánh giá và đưa ra các quyết định của mình. Tiếp tục di chuyển nào. Cả tiếp tục di chuyển đi. Thứ hạng không có thay đổi gì sau 3 vòng chạy. Bây giờ là dừng những chiếc chốt khán đài dùm em nhé. Đánh giá của trọng tài các bạn ơi. Trọng tài bắt đầu đưa ra những các quyết định của mình. Dẫn đầu vẫn đang là gây ra. Còn chó 2 năm liền đứng ở hạng nhất của vòng thi này. Đứng thứ 2, số 244, U Sút của anh Trần Văn Thưởng, Hưng Yên. Đứng đầu là Gây Ra của Phạm Xuân Huy, Hà Nội. Đứng thứ 3, 247, Sandro của anh Nguyễn Thái Bình, Sài Gòn. Đi ra.
Bây giờ giám khảo đã chia ra làm hai nhóm để thi, và nhóm đầu tiên gồm ba chú chó hiện nay trên sân thi sẽ chạy, sẽ sải những bước sải đẹp nhất và chúng ta hãy nhìn. Ta bắt đầu nhìn này. Tạm thời ra ngoài, mấy con tạm thời ra ngoài để con này, mấy con này nó chạy. Ra ngoài xa, ra ngoài luôn. Đi ra luôn. Ra ngoài đứng 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 xa ra ngoài. Ra xa bước lại, cái chừng nào thi thì sẽ gọi vào nhé. Con đứng đầu lại. Mời 2, 4, 2, 4, 6 vào. Và bắt đầu chạy. Bắt đầu. Người ta gọi con khác nha. Không dây nhá. Ai bảo thế? Chạy không dây. Now you can start with down list. Yeah, logisch. Bây giờ là phần thi không dây. Người xem ạ. Nhưng bắt đầu bây giờ chim bây giờ chụp được. Đừng giữ cái chó nó. Chạy giữ khoảng cách nha. Bắt đầu. Chạy. Và bây giờ các chú chó sẽ đi về phía trước, xếp hàng ngang để tính trọng tài xem hai chân sau. Quay lại. Bốn chú chó ra quân bên ngoài, ra thẳng bên ngoài, và hai chú vừa rồi vào lại trong sân. Bảy chú chó này được chia làm hai phần thi. Di chuyển.
gái đi. Nó không chạy trước, dạy nó bắt nó phải chạy ngang rồi. Tổ quốc kinh nhiều quá. Bây giờ chờ phần thi không dây, chú chó vào để chạy thi không dây. Bắt đầu chạy không dây, chạy. Hai chó xếp dình với nhau. Các bạn đi tiến xa về gần. Chúng ta đánh giá hai chân sau, so sánh hai chân sau của ba chú chó. Và bây giờ trọng tài nhìn hai chân trước của ba chú chó để đánh giá. Đây là vòng cạnh tranh thật là khốc liệt. Và những giây phút cuối cùng và những bước sải cuối cùng của các chú chó nghiệp vụ của chúng ta đang thể hiện trên sân thi. Các khán giả cho chàng pháo tay để cổ vũ ạ. Rồi dừng lại. Dẫn đầu vẫn đang là gây ra. Còn chó đã 2 năm liền nhất của hạng thi VIA. Con chó đứng thứ 2 là Usut. Và con thứ 3 247 Sandro. Vâng, nó có giấy mà, ví dụ là nếu anh thích mua không giấy thì nó bán không giấy, nếu không thích mua có giấy thì nó bán có giấy. Chúng ta có tất cả 7 chú chó trên hạng thi vô địch đang ở trên đường dinh. Em đang thi đang quay ở thi gần gì đẹp phết. Tất cả các chú chó này đều vượt qua và phần thi cắn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáu chú chó đầu tiên thì được đánh giá phần thi cắn rất là tốt. Và thí sinh cuối cùng thì được phần thi cắn không tốt lắm nên được đánh giá là hạng SG.
chó nhưng vâng, đây là phần đánh giá của giám khảo với thí sinh 249 249. Sinh ra 249, chiều cao 67, ngực sâu 33.5. Gần như là limit size, tức là giờ vạt giới hạn size đấy. Vậy quá khổ cho phép đấy. Thể lực trung bình, săn chắc, tỷ lệ tốt, ấn tượng rất tốt, màu mảng sắc tơ lông rất tốt, ấn tượng với giới tính đực rất tốt, đường lưng rất là thẳng và săn chắc, rất săn chắc, mái mông hơi ngắn và hơi dốc một chút, gấp chân trước tốt, gấp chân sau rất tốt, ngực là hơi sâu, slightly deep. Phần đằng trước của chú chó này correct chuẩn ạ, di chuyển correct chuẩn ạ, rất là thể hiện sức khả năng sức mạnh trên đường dinh rất là tốt và vươn rất xa khi chạy trên đường dinh. Thí sinh tiếp theo là 244, chiều cao 6.5.5, ngực sâu 32, kích thước lớn, thể chất tốt, thể lực trung bình, khá là săn chắc, tỷ lệ tốt, rất ấn tượng, màu mảng sắc tố lông rất tốt, bờ vai cao và dài, phần cuối của lưng hơi bị cong, tỷ lệ giữa chiều cao, tỷ lệ của bao nhiêu người quay lại nhau vào đấy. Độ dài ở mái mông và vị trí mái mông tốt. Độ dài cánh tên và vị trí cánh tên đằng trên tốt. Góc sân sau rất tốt. Ngực hơi nông. Cái phần ngực dưới hơi bị ngắn hoặc hơi bị nông ạ. Cổ chân dài và yếu. Thể hiện được sức mạnh vươn xa trên đường dinh. Tiếp theo thí sinh số 247, 25 tuổi, chiều cao 65, ngực sâu 31, kích thước trung bình, thể chất tốt, thể lực rất khỏe, khá là săn chắc, tỷ lệ tốt, ấn tượng rất tốt, mô mảng và sắc tố lông rất tốt, bờ vai cao và dài, đường lưng thẳng, độ dài và vị trí ở mông tốt, cánh tay đoàn trên hơi ngắn và dốc, chân góc chân sau rất tốt, ngực tốt, phần đằng trước của chú chó chuẩn, di chuyển chuẩn, chú chó thể hiện được sức mạnh vươn xa trên đường chạy. Tiếp theo thí sinh 246, 35 tuổi, chiều cao 65, ngực sâu 32, kích thước lớn, thể chất tốt, thể lực khỏe, khá là săn chắc, tỷ lệ tốt, ấn tượng tốt, màu mảng sắc tơ lông tốt, ấn tượng về giới tính tốt, bờ vai tốt, lưng thẳng, mái mông hơi bị ngắn và hơi dốc một xíu, chiều dài và vị trí của cánh tay đoàn trên tốt, góc sân sau rất tốt, ngực tốt, phần đằng trước chú chó cho nó nghỉ chuẩn. Đi đánh giá xong rồi đến hơi con tiếp theo chân sau hội lỏng lẻo khi di chuyển con tiếp theo cũng phần vai di chuyển hơi lỏng thằng nào mình gọi ta thấy con đầu tiên nó cũng trên đường chạy thì hỏng sức mạnh vào vươn xe khi chạy và trong này có trọng tài remark lại là loose grip, tức là vấn đề là loose hip, tức là vấn đề phần mông là hơi bị lỏng. Tiếp theo thí sinh 245, 4 tuổi rưỡi, chiều cao 66.5, sâu ngực 32. Đây là gần như là hết khổ rồi. Thể chất tốt, thể lực trung bình, khá là săn chắc, ấn tượng tốt, màu mảng sắc tố lông tốt, ấn tượng về giới tính đực tốt, bờ vai tốt, đường lưng thẳng,
mái mông ngắn và dốc. Chiều dài ở vị trí của cánh tay đoàn trên tốt, góc chân sau rất tốt. Khi chú chó khi đứng thì xu hướng ở chân hai bên phía trước là hơi bị choãi ra. Khi di chuyển phần đằng sau là hơi bị lỏng chân. Chú chó trên đường dinh thì vẫn cần di chuyển một cách nhiều năng lượng hơn, tức cần vươn xa hơn để thể hiện sức mạnh của chú chó. Và trên đường dinh khi chú chó chạy thì đầu là hơi xu hướng cắm xuống. Tiếp theo thí sinh 241, 55 tuổi, chiều cao 65, sâu ngực 31, kích thước lớn, thể chất tốt, thể lực mức độ trung bình, khá là săn chắc. Chú chó này cái phần thân giữa hơi bị dài một chút, ấn tượng rất là tốt, màu mảng sắc tố lông tốt, ấn tượng giới tính tốt, bờ vai tốt, mái mông hơi ngắn và dốc một chút, cánh tay đòn trên hơi ngắn và dốc, góc chân sau rất tốt, ngực tốt, phần đằng trước chú chó này chuẩn, di chuyển chuẩn. Chú chó này di chuyển cần thể hiện được sức mạnh nhiều hơn nữa, cái độ vươn xa trên đường dinh cần dài ra hơn nữa. Và chú chó này có phải nhận xét trọng tài là bài thi cắn rất tốt, very good bài work. Thí sinh số 282, 63, chiều cao 63 và sâu ngực 33, kích cỡ trung bình, thể chất tốt, thể lực mức độ trung bình, khá là săn chắc, tỷ lệ tốt, ấn tượng rất tốt, màu mảng sắc tố lông rất tốt, giờ đặc điểm nhận dạng giới tính đực rất tốt, có bờ vai cao và dài, đường lưng thẳng, mái mông hơi ngắn và dốc một chút, cánh tay đòn trên hơi ngắn và hơi dốc một chút, cánh góc chân sau rất tốt. Ngực hơi sâu. Khi đứng thì chú chó này có bộ cái chân phần chân trước ấy là có xu hướng bị choãi ra. Di chuyển khi di chuyển đi ra thì là chú chó này chuẩn, nhưng khi di chuyển trở về thì chú chó này di chuyển ngược lại đấy. Và chú chó này có xu hướng là hai chân bị choãi ra. Và chú chó này thì là trên đường dinh thể hiện được sức mạnh và vượt vươn xa cái trên đường dinh. Cảm ơn anh. Bây giờ ta bắt đầu. Trước khi chúng ta tuyên bố kết quả cuối cùng, tôi là giám khảo cuộc thi chó chân cừu tại Việt Nam hôm nay ạ. Tôi muốn cảm ơn tất cả và ban tổ chức và tất cả mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay tham dự cuộc thi này cũng như là chứng kiến cuộc thi này. Tôi nghĩ cuộc thi này hôm nay tôi đánh giá tốt và tôi mong muốn cuộc thi này có lần tới có thể sẽ có nhiều chó tham dự hơn, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đánh giá hơn cách kỹ càng về cái giống chó chân cừu tại Việt Nam. Và bây giờ phần kết quả. Số danh 249 đạt VA. Xin chúc mừng anh. Số danh 244, 247 và 246 đạt giải Excellent. Tuyệt hảo đấy. Ở số danh 245, 241 và 282 là giải Very Good. Chúc mừng các anh ạ. Cảm ơn các anh rất nhiều về màn trình diễn cho Chó Chân Cừu ngày hôm nay.
các bạn. Trước khi cuộc thi của chúng ta kết thúc thì tôi xin phép thay mặt ban tổ chức, ban điều hành câu lạc bộ những người nuôi chó chân cột Đức Việt Nam cảm ơn giám khảo, cảm ơn các bạn thí sinh. Before we finish the show, our sugar show 2020, I would like to thank Mr. Vice President MF Bush and his wife also here. Hey, chúc mừng nhá. Thế là ba cái liền à? Thanks, thank you, VSV and SV, thank you very much. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn nhất ngày hôm nay gây ra lần thứ 3. Và xin đề nghị chú chó vô địch sẽ biểu diễn vài vòng sân cho khán giả xem nha. Cho tí xíu nhạc nha.